Xin chào, chào mừng mẹ đến hành trình học tập của con. Hôm nay con sẽ chỉ mẹ blog của con. Sau đó con sẽ chỉ mẹ cuốn sách cho câu lạc bộ sách. Con rất vui mừng để chia sẻ bài tập nhóm của con. Vào cuối thời gian của con, mẹ sẽ viết cho con một lá thư ngắn. Con sẽ cung cấp cho mẹ một hình thức cho điều đó. Cảm ơn mẹ đã đến.